Chào mừng quý và bà con đến với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Thì hôm nay đã là những ngày đầu tháng 9 năm 2023. Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn những cái mẫu máy vặt lông gà lông vịt phổ biến hiện nay trên thị trường, cũng như là cập nhật cái phần giá bán trong cái tháng 9 này để những bà con cô bác chúng ta đang có nhu cầu mua một cái máy vặt lông gà lông vịt để chúng ta có thể về kinh doanh vặt lông gà lông vịt thuê hoặc là làm đám làm giỗ thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta mua. Thì hiện nay trên thị trường hiện nay thì máy vặt lông gà lông vịt thì nó sẽ có hai mẫu phổ biến, đấy là máy đường kính 55 và đường kính 60. Thì bà con có thể nhận biết bằng cách là chúng ta sẽ đo cái đường kính lồng này. Đấy, đường kính 60 thì nó sẽ có khoảng cách đường kính cái lồng này là 60 phân. Còn cái máy 55 thì nó sẽ có đường kính là 55 cm, cũng như là đi kèm với cái comfort là máy đường kính 55 thì bà con có thể vặt được 3 con gà hoặc 2 con vịt, hoặc là máy 60 thì nó sẽ vào làm được là 5 con gà hoặc là 3 con vịt cùng một mẻ. Thì đây, vừa giới thiệu bà con đây về đây một cái máy 60. Đấy, máy đường kính 60. Nó sẽ có đường kính lồng là 60 phân và công suất là một lần bà con lực 5 con gà hoặc 3 con vịt. Thì cấu tạo của máy thì gồm cái thành lồng và cái phần thân máy này thì hoàn toàn bằng inox ở đây. Đấy, máy thì hoàn toàn bằng inox sáng bóng. Bên trên thành lồng thì nó sẽ có một cái vành cũng bằng inox được uốn tròn ở đây. Đấy, sử dụng mối hàn rất là chắc chắn, và có một cái vòi nước để bà con có thể là bắt cái vòi nước vào đây. Thì trường hợp bà con chúng ta có sẵn vòi nước ở nhà thì bà con sử dụng vòi nước phi 27 bà con bắt vào đây. Thì những cái lỗ ở xung quanh cái vành này thì nước nó sẽ tự động nó xả ra. Đấy, hoặc là bà con không có vòi nước sẵn thì bà con sẽ sử dụng cái gáo nước bà con dội để trong lúc quá trình vặt gà vặt vịt thì cái lông gà lông vịt nó sẽ tự động nó dội xuống, nó trôi xuống giúp con gà con vịt nó sẽ sạch, nó sẽ đẹp hơn. Cái núm cao su, đây là cái núm cao su sử dụng của máy này, thì sử dụng núm cao su rất là mềm dẻo ở đây, núm cao su tự nhiên chất lượng cao, rất là mềm dẻo và được đánh số đây, được khắc chữ CL68 tên thương hiệu công ty ở đây. Đấy, thì bà con yên tâm là núm cao su tự nhiên đàn hồi rất là tốt, cũng như là cái độ bền cao, bà con mua về sử dụng thời gian rất là lâu dài. Cái bên trên cái thành này thì nó sẽ có ba cái hàng núm dài và một cái hàng núm ngắn ở dưới đây. Đấy, nó sẽ có một cái hàng núm ngắn ở dưới để hạn chế cái phần chân gà chân vịt nó sẽ lọt vào cái rãnh này. Đấy. Còn bên dưới đây là cái mâm, thì cái mâm của máy thì nó sẽ có thiết kế bao gồm rất là nhiều cái núm và có thiết kế chiều hướng là ở thưa ở phần giữa và nó sẽ có dày ở cái phần thành này. Đấy, thì lúc con gà con vịt quay thì nó sẽ có chiều hướng nó nằm ở các cái thành này. Đấy, thì thiết kế cái vành trong nó sẽ dày hơn, giúp cho cái con gà con vịt chúng ta nó không bị sát vào cái thành này. Đấy, giúp cái đầu gà đầu vịt lúc nào cũng hạn chế được cái phần là dập mỏ cũng như là gãy cánh. Đây, cái mâm này cũng hoàn toàn bằng inox và chúng tôi sử dụng cái mâm rất là dày, cũng như là phía dưới này nó sẽ có một cái bánh đà bằng gang, lát tôi sẽ quay cho bà con cùng xem, thì giúp cái mâm nó không bị võng này. Bà con có thể nhìn đưa tay bà con ấn mạnh xuống này thì cái mâm nó cũng không bị võng. Và ở giữa cái mâm này thì nó có 5 con ốc ở đây. Đấy, trường hợp bà con cần mở cái mâm ra để chúng ta có thể thay những cái núm ở bên dưới, hoặc là lâu ngày thì bà con tháo ra vệ sinh thì rất là dễ dàng. Đấy, bà con mở 5 con ốc 17 ở đây. Đấy là bà có thể là cất được cái mâm này lên. Xung quanh cái thành này thì cái mâm này thì nó sẽ được gập cái mép xuống vuông góc ở đây như này. Đấy, thì hạn chế cái phần là đứt chân của gà, của vịt. Và khoảng cách giữa cái mâm và cái thành lồng này cũng rất là quan trọng này. Đây, chúng tôi thiết kế nó có khoảng kích thước là nó khoảng 0,8 cm. Đấy, chưa được một phân. Đấy, nó vừa đủ rộng để cho trôi cái lông gà lông vịt xuống, cũng như là không rộng quá. Đấy, rộng quá thì cái chân gà chân vịt nó sẽ lọt xuống đây thì nó sẽ hay bị gãy. Đấy, nó kích thước 0,8 cm, nó rất là vừa phải để phù hợp để bà con vặt lông gà lông vịt. Còn đây là cái đằng trước cửa ra của máy. Đấy, thì nó sẽ có đường kính chiều rộng khoảng 42 cm ở đây, rất là rộng. Bà con vặt những con gà, còn những con gà trống thì cái lông dài, lông đuôi nó dài thì cũng không phải lo là cái lông nó mắc ở trong máy. Đấy, nó trôi tuột thẳng xuống và nó sẽ có chiều dài ra khoảng 4 phân ở đây. Đấy, thì nước nó sẽ trôi thẳng ra bên ngoài. Bà con chỉ cần hứng cái giỏ ở đây là chúng ta có thể thu được cái lông một cách rất là gọn gàng mà không bị là chảy ra lung tung. Bên dưới này là cái bên trong này. Đây, bà con nhìn thấy là bên trong này là cái mâm bằng gang để đỡ cái mâm quay của máy đây. Đấy, một cái mâm bằng gang rất là to. Cũng như là ở giữa máy thì nó sẽ có một cái ống cao lên gần khoảng 10 cm ở đây. Đấy, ống bằng inox này. Thì cái ống này này nó sẽ có chức năng là hạn chế cái nước nó chảy vào cái bi. Đấy, giúp cái bi bà con sử dụng được lâu dài hơn.
cái máng đây, cái máng ra lông thì nó sẽ có chiều hướng thiết kế một vát như này. Đấy thì cái lông nó rơi xuống thì nước nó dội cái là nó sẽ trôi tuột thẳng xuống đất luôn, nó không bị mắc ở bên trong. Hộp máy thì hoàn toàn bằng inox. Ở đây em bố một tấm bảo vệ này, hoàn toàn bằng inox. Đấy, và bên cạnh hông bên phải này thì nó sẽ có một con ốc 17 này. Thì con ốc này thì nó sẽ có chức năng là để tăng giảm dây cu loa. Đấy, con ốc này thì nó sẽ có chức năng tăng giảm dây cu loa. Còn bên dưới cùng của máy đây, bên dưới cùng của máy là một cái bánh đà, hệ thống bu ly và bánh đà đây, một cái bu ly hai rãnh sử dụng dây cu loa A51 ở đây. Đấy, hai dây cu loa, sử dụng hai dây cu loa cũng như là kết hợp với là motor dây đồng. Đấy, motor dây đồng một ngựa rưỡi ở đây. Đấy, motor dây đồng một ngựa rưỡi. Thì trường hợp bà con mua máy thì chúng ta sẽ được bảo hành cái motor này trong vòng 1 năm. Trường hợp cháy hỏng thì chúng ta sẽ đổi mới. Bà con có thể nhìn thấy cả phần chân đế này, phần khung máy này thì được hoàn toàn bằng inox ở đây. Đấy, giúp cái máy bà con sử dụng rất là bền. Đấy, không bị reset trong quá trình sử dụng. Có cái trục giữa này là bằng thép đặc này. Đấy, giúp cái trục này là nó chịu lực nhiều nên sử dụng bằng thép. Còn phần khung ở dưới này thì hoàn toàn bằng inox ở đây. Đấy. Còn dưới chân đế thì nó sẽ có các cái cao su ở đây này. Dưới chân đế nó sẽ có cao su để tiếp xúc giữa máy và mặt nền, giúp cho cái máy chúng ta nó sẽ êm hơn, không bị cọ sát trong quá trình chúng ta sử dụng. Đấy, máy thì inox dày chắc chắn ở đây. Đấy, với cái máy 55 này thì bà con làm được 3 con gà hoặc 2 con vịt một mẻ với chỉ thời gian là 20 đến 30 giây là bà con có thể vặt xong một mẻ rất là nhanh. Còn về giá bán thì hiện nay với cái máy đường kính 55 thì sẽ có giá là 6.200.000 và máy đường kính 60 thì sẽ có giá là 6.500.000. Giá đã bao gồm tiền cước vận chuyển từ lại nhà cho bà con. Nói chung là bà con ở xa thì chúng tôi sẽ gửi bưu điện, họ sẽ mang tận nhà, bưu điện hoặc là việc theo post thì họ sẽ mang tận nhà cho chúng ta. Bà có thể nhận hàng kiểm tra đúng như chúng tôi giới thiệu đây thì bà con nhận hàng và thanh toán tiền luôn cho bên vận chuyển. Ngoài ra khi bà con mua máy ở đền máy Cường Linh thì bà con sẽ được tặng thêm những cái núm cao su như này. Đấy, núm cao su theo máy cao su tự nhiên ở đây, CL68 rất là dày chắc chắn ở đây. Đấy, được bà con sẽ tặng núm này. Còn ngoài ra những cái núm ngắn này thì để lắp vào những cái hàng bên dưới thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con những cái núm như thế. Ngoài ra khi bà con mua máy trong thời gian lâu dài mà có nhu cầu mua vật tư thay thế như là núm cao su, núm dài, núm ngắn này thì bà con có thể là liên hệ công ty để chúng ta sẽ mua qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666. Đấy, để chúng ta mua. Còn về cái cách thay núm thì cũng rất là dễ thôi. Đây có một cái núm chúng tôi chưa nhét vào thì nó sẽ có một cái lỗ ở đây như này. Đây, lúc cái máy chúng ta lúc mà rút núm ra thì nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Đấy, thì bà con cái núm này thì bà con chỉ cần nhét vào đây thôi và bà con cầm cái đằng trong này bà con rút vào. Đấy, thì nó sẽ qua cái gờ này. Đấy, nó sẽ qua cái gờ này thì nó sẽ mắc ở đây thì cái máy nó, cái núm nó không bị bật ra. Đấy, thay núm rất là dễ dàng. Thì quý vị bà con có nhu cầu mua máy vặt lông gà, lông vịt vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 Cổ Điển, xã Tư Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666 hoặc là 0866 628 266 để tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất, có cái giá bán tốt nhất về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video, các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.